Hey, cháu lòng mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa mà tôi ăn liền. Mâm 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 mâm, cháu lòng buổi sáng nha. Xin mời cả nhà. Xin mời, xin mời, xin mời. Hello cả nhà, xin chào cả nhà buổi sáng nha. Hôm nay buổi sáng các bạn nấu cháu lòng nha. Tại sao? Ở trước bán heo á, bán heo ở trước á. Bắt đầu lần muốn ăn cháu lòng hủ tiếu gì là có sẵn luôn. Mời quý vị. Cháu lòng. Các bạn vớt thịt ra rồi. Nè cháu huyết nha. Thả huyết vô nè. Gan gạo. Cháu lòng nha. Còn này cháu tim nè cả nhà. Cháu tim nè, cháu sắc nè. Thịt nè, thịt nạc. Cháu tim thịt nạc. Giò chường rất ngon. Cái chị này chú ưu tiên cái giò chường rất ngon nha. Nè. Cái này. Wow. Còn nóng hổi luôn nè, khói phun ngút. Khói phun ngút nha cả nhà. Cái này là hai cái lưỡi nè. Da. Tim, má. Cho 5 người ăn nha. Giá hẹ đây thơm. Cho quế. Và gan. Rồi bắt đầu thành phẩm rồi. Phẩm rồi mình ăn thôi, làm thôi. Cháu lòng mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa mà tôi ăn liền. Ngon không? Ngon không? Cái lưỡi này là rất là sạch nha. Thật nàng, tại vì ở đây không có dấu mỡ. Đang ai muốn giảm cân không có dấu mỡ. Mà cho quyết bác sĩ ha. Cho quyết bác sĩ luôn nha. Tây đấy cả nhà, đúng cháo miền Tây luôn. Hôm nay là ớt, ớt cái tỏi ta mà đâm ra để làm bánh mắm chấm với đậu nha. Thử tỏi nè, nếu có lòng không tiếng phải có thử tỏi mới ngon được đầy đủ hết. Ngon quá ngon. Đi chợ sớm đồ ăn nó ngon tươi xanh. Hello cả nhà, buổi sáng sớm mà nó cháo lòng cả nhà. Cháo lòng, cháo lòng mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa mà tôi ăn gì. Ăn dụng gì mới ngon á. Sao không? Tại vì mình nấu mình luộc á, qua gừng á. Gừng với hành á. Thịt nó thơm lắm. Các bạn nấu, nấu cháo để với miếng gừng nha. Rất là ngon, rất là thơm. Còn nấu cháo không để gừng cho nó. Không phải cháo lòng nó ngon. Để miếng gừng chưa nè. Miếng lòng này đó. Ngon 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 ngon. Tăng 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 tăng. Xin mời cả nhà. Và cái bình á, bất cứ gì cũng biết nấu, chân quan trọng là có thời gian hay không thôi, chứ mình nấu gì cũng được hết. Tại vì cái bình làm hai mấy năm trăm ngày nấu ăn mà. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Quý vị muốn ăn cái gì hay muốn nấu cái gì, inbox cho Thế Bình sẽ chỉ cho. Nấu cháo lòng phải là bỏ thịt vô nấu, gan gạo rồi nấu nha. Rất là khó nha quý vị. Nấu cái nào gì chứ, phải bỏ vô. Bỏ vô cái tâm, giống bài hát vậy đó. Mình thả hồn vào bài hát sẽ thành một món cháo lòng thật là ngon. Và là món phở rất ngon, cơm tấm rất ngon, bún mắm rất ngon, à, hủ tiếu rất ngon, bún mù Huế rất ngon. Các con ăn. Thôi thôi. Các con tôi, các con ăn trước đi rồi mình ăn sau, thấy chưa? Nuôi chó là phải gì đó. Sao ăn trước đó? Cho ăn trước để nó lắc vào miệng cả nhà. Cái
Ui, ngon ha. Nhân chanh rồi. Tiếng này.